trở lại với channel The Ask Red Lipstick. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các cậu một phương pháp trang điểm mới mang tên The Mixing Method. Nghe thì có vẻ to tát nhưng thực ra đây chỉ là phương pháp kết hợp các loại mỹ phẩm khác nhau trong quá trình trang điểm. Và điểm mạnh của phương pháp này là nếu kết hợp đúng thì các cậu sẽ có được một màn song kiếm hợp bích và có thể kết hợp được điểm mạnh của từng sản phẩm. Các cậu không cần phải làm như tới trong video này là bước nào cũng kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau, như thế rất tốn thời gian đúng không? Nhưng mà các cậu có thể chỉ cần chọn ra một hai bước mà các cậu cảm thấy là chưa ưng ý lắm với kết quả. Ví dụ như là màu sắc thì chưa được hài hòa này, hoặc là cái hiệu ứng thì chưa được đẹp, hoặc là độ bám chưa được cao, để mix and match. Sau khi xem video vừa rồi thì các cậu đã được gợi cảm hứng để có thể mix and match các sản phẩm khác nhau và sáng tạo hơn nữa trong trang điểm. Rất mong là những tip của tớ trong video này đã giúp ích cho các cậu. Nếu các cậu thích video này thì đừng quên nhấn like nhá. Còn nếu mà các cậu chưa subscribe channel của tớ thì bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!